vâng, các cụ, các sếp có vẫy em ở đây không? Chắc chắn công ty chưa được vẫy. Nếu mà còn làm mà nó đi ngược thôi. Đấy. Chính xác. Nó đón mà. Nó đón mà. Cho em đi đấy. Chào các sếp ạ. Có gì đâu? Đi. Có gì? Có cái gì phải đứng à? Đoàn đặt xe tải đây. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xế Đẹp Tà Lắm. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, mình là Đạt Xe Tải đây. Dịch bệnh này rồi, khổ quá, tất cả mọi lĩnh vực đều ảnh hưởng. Nhưng mà thôi, biết làm sao được, anh em mình, người bán xe như mình thì vẫn cứ phải bán hàng, vẫn cứ phải là chiến đấu song song tình hình dịch bệnh, chống dịch là phát triển kinh tế, không ngày nào phải được nghỉ được. Và vận tải cũng vậy, anh em trong ngày vận tải cũng biết được, chả ngày nào được nghỉ cả. Dịch thì chúng ta phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần bình thường mà thôi. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với một mẫu xe với tất cả quý vị và bạn, đó là mẫu xe Oly 350 New. Và cạnh đây như anh em đã thấy rằng em đang để hai em để so sánh. Đây là em 350 máy cơ thì hôm trước lên sóng cho anh em rồi, thông số kỹ thuật thì cũng đã nói với anh em rồi. Nhưng ngày hôm nay giới thiệu một mẫu xe cải tiến hơn, đàn em của dòng xe Olin 350 New. Olin 350 này là 2017 thì đây là đời cuối. Sang đến 2018 thì tất cả chuyển sang động cơ Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường hơn. Thì thay thế vào đó, đó là dòng Olin 350 New. New nó khác ở cái gì? Ngoài khối động cơ khác thì đó là cải tiến về thùng. Nếu là phiên bản trước thì nó là thùng 3 vách. Phiên bản sang 2018 đã được cải tiến thêm lưới dài thùng ra là 4m35 và mở được 5 bừng. Phiên bản cũ chỉ dài 3m7 mà thôi. Đó. Về cabin ngoại thất dường như tương tự nhau, không có gì khác ra cả. Nó chỉ khác về phần động cơ thôi. Máy nổ thì êm ái nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Máy nổ êm ái nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Như chiếc xe này nó mới sử dụng được khoảng đâu đó hơn 3 năm thì tất cả mọi thứ, ngay cả mặt máy, màu máy, sơn chấm sơn bảo hành nó vẫn còn nguyên bản. Đấy, mọi người có thể thấy từ những cái lắp bình dầu này, từ những cái con ốc này, nó vẫn vàng ươm luôn. Và tất cả những phần chống ồn dưới cabin và phần cua lốp không có một chút mọt mẹt nào cả. Anh em có thể thấy rằng những chiếc xe lướt này chỉ cần bàn về giá thôi. Giá của em này thì nó sẽ không chênh nhiều so với dòng xe máy cơ lắm đâu. Tại vì sao? Máy cơ thời điểm bây giờ ấy thì chiếc Olin 350 này hiện tại nó vẫn rơi vào tầm 26-27. Còn như chiếc xe này, nó rơi vào tầm 31-32 tùy chất lượng xe. Còn so với xe mới thì nó sẽ tiết kiệm được hơn được khá nhiều. Tại vì nó là xe lướt mà. Thì đó là lựa chọn nếu anh em nào mà tiết kiệm một khoản chi phí để đầu tư vào công việc thì có thể lựa chọn những chiếc xe lướt như thế này. Còn cũng đã nói rồi, máy cơ thì nó sẽ phù hợp với những cung đường đèo nhiều hơn, sửa chữa dễ, bứt tốc nó nhanh và dễ dàng can thiệp vào hệ thống động cơ. Còn máy điện thì nó có ưu điểm đó là tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, êm ái nhẹ nhàng. Nhưng khi sửa chữa thì cái hệ thống điện đường trường trạm tôi nghĩ rằng vài năm nữa thì ở đâu cũng có thể sửa chữa những dòng xe máy điện này, nó dễ dàng hơn, xăng dầu nó ổn định hơn. Thì như thế thì dòng xe máy điện này nó sẽ được ưa chuộng hơn, nghĩ là như vậy. Còn nếu anh em đã sử dụng hai dòng xe này rồi thì hãy bình luận những quan điểm của mình bên dưới để mọi người mới bắt đầu công việc khởi nghiệp, đang đi tìm kiếm xe có những cái nhận định rõ ràng đúng đắn về máy cơ cũng như máy điện, về ga cơ cũng như ga điện, về chọn xe này hay chọn xe khác mọi người nhé.
đi chi tiết hơn này, như chiếc xe này sau hơn khoảng 3 năm sử dụng thì màu sơn nó vẫn giữ được màu sơn nguyên bản. Tất cả phần ốc tắc kê và lốp còn tương đối mới. Ốc tắc kê đấy, còn tương đối vào ươm luôn. Mở cabin ra thì đây là một người chủ nhân giữ gìn xe khá là sạch sẽ từ những cái phần tắc đi của và lên trên khoang nội thất khá sạch sẽ từ những phần trần cho đến là những phần chống nắng, đấy, chắn nắng vẫn còn nguyên bọc. Chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 8 thôi, đã được gắn thu phí tự động. Phần ga này, ga đây chúng ta có thể thấy cảm biến đây, có một cái cảm biến trong xe máy cơ là vì thế, có một cái cảm biến ở trên ga như này. Đấy, nó khác hơn so với ga cơ. Đấy, tất cả số như nhau. Số như nhau. Nó vẫn là 5 số tiến và 1 số lùi thôi. Các cái thùng nguyên bản. Thùng nguyên bản thì nhìn thùng như này thì anh thấy có thể tiện rất tiện lợi đấy. Các bác chở cám chở cái bất kỳ một cái mặt hàng gì. Thường ví dụ như K250 bây giờ nó thiết kế ra một hai mẫu, một thùng suốt và một là thùng ba vách và hai mẫu xe thùng năm bửng này thì bao giờ năm bửng nó cũng đắt hơn 4 đúng triệu. Chơi hơn chơi nhau. Nhưng mà cái khả năng tiện dụng của nó nhẹ nhiều hơn. Sử dụng cái loại này nó tiện dụng hơn. Đây. Tất cả thùng. Thì chiếc xe này thì giá cao mình đã cao sẵn rồi. Trời khá là nắng. Đây chuyện này đã được lót sàn rồi. Sàn khá chắc chắn luôn đấy. Sàn này sàn dày đấy. Bác chủ lót cái sàn này sàn sắt dày. Sắt dày thì cũng rất chi là tốt. Có thể nới lên được nhá. Nới lên được. Đấy. Chiếc thùng này có thể so ngang dài hơn Olin 500B. Chiếc anh em có thể thấy rằng đây có hai chiếc xe, một phiên bản đời 17, một phiên bản đời 18, nhìn nó cũng rất là thùng nó lớn dài ra thì nó cũng rất là khác biệt luôn. Chân dài thì sát trên ngàn thôi em. Người ta bảo rồi thì nâng nó lên một tí em ơi. Đó. Vẫn tới được. Mình đỗ ở chỗ này đít nó võng. 37. Thì nó dài hơn nhỉ? Đỗ đầu bằng nhau, đuôi nó dài hơn. Con này nó còn dài hơn con 5 tấn. Con lên 5 tấn B. Đấy, nhìn nó dài nhá, rất dài xe, trường xe hơn. Đi nó có cái độ nó đỡ sóc hơn. Nó được cái thùng dài. Được. Con này nó phiên bản 350 lưu là một phiên bản cải tiến hợp lý quá hợp lý, thùng dài mà bằng B2 vẫn có thể chạy được. Thùng thì thùng xe 5 tấn. Đúng rồi. Thùng thì thùng xe 5 tấn nhưng tải thì xe tải 3 tấn 49. Con này nó vẫn là nhíp thôi. Đấy. Về cái thiết kế nhíp này thì nó cũng không khác gì con 500B kia đâu. Giống nhau. Nó cũng giống với con 500B từ sắt xi đấy, nó vẫn 2 tầng. Cái 2 tầng sắt xi này thì giúp các bác cõng hàng khỏe. Em rất thích cái bình dầu của thằng 350 từ đời trước, nó vẫn là hợp kim. Sang đời này nó vẫn hợp kim. Hợp kim. Hợp kim này nó sang, nó tồn bền. Đúng rồi, nhiều bác còn đổi từ ấy sang mà, đổi từ bình dầu kia sang bình dầu này mà. Lọc rồi. Đầy đủ hết. Dùng cái dòng xe máy điện này anh em chú ý dầu ngon tí. Đó, thì đây là chiếc 350 new. Rồi em sẽ sơ qua cái chiếc này cho các bác thấy. Những như nhiều video trước các bác bảo không đánh giá kiểm tra cho các bác thì đây hôm nay em sẽ đánh giá kiểm tra cho các bác nhé. Từ phần cabin thân vỏ trước này. Cabin thân vỏ trước thì chúng ta thấy này, những phần chỉ kính cửa này nó vẫn còn nguyên như này. Đấy. Cái chỉ của cái loại 350 nó to hơn chỉ của dòng K165 các bác nhé. Đấy, sau khi chúng ta đóng cánh vào đây, nó khớp khít này. Đây, nó khớp khít như thế này. Rồi đến tất cả từ cái mã kính này. Mã kính 2018 này vẫn đầy đủ hết này. Đấy. Tiếp theo nữa thì phần trên chiếc xe này cũng đã được trang bị gương cao kính điện. Đấy, gương cao kính điện thì giúp cho các bác tài dễ quan sát và dễ xử lý. Đây, tất cả từ đây phần kính và cánh vẫn còn nguyên này. Màu trắng này, trên chiếc xe này thì được bác chủ khá giữ gìn này. Đây là màu trắng nó còn nguyên này. Em rất thích những cái tem như thế này.
những cái tem này nó làm sang cái xe lên. Đấy, những cái tem như thế này thì nó làm giúp chiếc xe nó sang lên, sang lên rất nhiều. Cái này là chữ tàu lai Trung Quốc hay là lai cả? Đây là chữ Hàn Quốc. Đây là chữ Hàn Quốc. Đây là chữ này là có ý nghĩa gần như kiểu chữ vạn dặm bình an của mình đấy. Chưa thiết kế ở cái phần đèn này nhá. Có hôm trước có bác gì bác bảo em chưa nói về thiết kế của cái phần đèn này. Phần đèn của bọn của những cái dòng Olin này nó rất chi là sáng, sáng hơn những xe bình thường, là khi chúng ta bật đèn pha thì đèn cốt nó vẫn sáng. Đấy, thì nó giúp ánh sáng nhiều hơn là dòng K165. K165 thì chúng ta bật pha thì mất cốt, mà bật cốt mất pha. Đây nó bật được cả hai. Đấy, và đây nó có thiết kế cái đèn led. Đây là những cái chỗ này là đèn led. Đèn led ban ngày. Đèn led để định vị đấy. Và đây là phần đèn sinh nhan. Đấy. Với cái tải trọng thì nó không khác gì nhau. Vẫn 3 tấn 490 thì bằng B2 có thể chạy thoải mái. Đấy. Bằng B2. Em này thì nói như anh em vẫn miêu tả là xe thì 3 tấn rưỡi nhưng mà thùng thì 5 tấn. Thùng thì to, thùng 5 tấn. Đấy. Cái đa về cái đăng kiểm của em này thì đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021 thì vẫn còn 3 tháng nữa, các bác về xay vẫn ra nhiều lúa lắm. Ra nhiều lúa lắm ấy. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta đến phần nội thất. Nội thất thì về chiếc xe này thì nội thất nguyên bản từ nhà máy ra, thì đặc biệt trên chiếc Olin này đã được bọc ghế ra từ nhà máy nhá. Các bác ạ, nó không như chiếc K165. Chiếc này thì đã được nó bọc ghế ra từ nhà máy này. Cái phần cơ cấu số thì nó như này, nó không khác gì chiếc 350 máy cơ bên cạnh em đang đứng đây. Nhưng nó khác một điểm ở đấy là cái phần ga này. Ga này nó là ga điện. Đấy. Ga này nó là ga điện thì nó có thêm một bộ cảm biến ở đây. Cảm biến này người ta gọi là cảm biến chân ga. Cảm biến chân ga này khi chúng ta đạp ga thì nó sẽ cảm biến theo mức độ nhiên liệu để nó sẽ nhả ra. Nó không như máy cơ kia. Để về bứt tốc nhanh thì em nhận xét rằng như ở trên chiếc 350 máy cơ này nó sẽ bứt tốc nhanh hơn 350 máy điện. Nhưng mà để đi về độ sướng khi đi trên đường trường thì chiếc 350 máy điện này đi sẽ sướng hơn. Nhưng mà khả năng leo đèo dốc thì nó không khỏe được như chiếc Như chiếc 350 máy cơ kia. Đấy, đây là phần chassis thân vỏ. Đây, hệ thống. Đây là lốp nhíp này. Đấy, sơ qua về chiếc này thì nó cũng có thế thôi. Cái dòng Olin này nó cũng đơn giản mà. Điện thì sử dụng ở trên chiếc xe này thì vẫn là điện 12V. Đấy. Sau đây thì anh em sẽ review chiếc xe này đi trên đường đi. Sau đây chúng ta sẽ review chiếc xe này lăn bánh trên đường cho cô chú và anh chị cùng xem. Chúng ta sẽ lăn bánh chiếc này. Hôm nay thì trên kênh Đạt Xe Tải sẽ có chương trình review so sánh giữa trước hai chiếc xe là Olin 350 New và 350 máy cơ. Còn trên kênh Xế Đẹp 888 hôm nay em có một cái nhận xét và đánh giá về chiếc xe Olin 350 New sau 3 năm sử dụng. Vừa nhắc tới các sếp là các sếp đến luôn. Sếp đi cậy các sếp. Sếp đi bắt xe máy à? Sếp đi cậy các sếp, em sợ các sếp à? Em cứ đúng thì thôi. Hôm trước anh đi là tại cái đèn vàng đấy. Biết là bật đèn vàng sai rồi nhưng mà đèn kia nó không sáng. Đấy. Hai con Olin đều bằng V2 chạy được là 3 tấn 490 anh nhá. Đấy, nhẹ mà. Nhẹ nhàng. Đây, em đang live stream đây. Em đang live stream trên kênh Đạt Xe Tải đây. Đấy, cơ cấu về số nó rất chi là nhẹ nhàng. Đó. Số nó không khác gì số K165. Số con này nó cũng nhẹ nhàng lắm. Đấy. Đi rất êm mà. Thực ra cái dòng xe này là review để mà anh em đang sở hữu chiếc là K165 tầm tải nhẹ thì muốn chở hàng nó rộng rãi, êm ái hơn và với cái số tiền nó không nhiều thì hoàn toàn có thể chuyển đổi. Đấy.
thùng nó to hơn. Nó sản xuất ra cái dòng xe này là dễ là chuyển đổi này. Điều hòa mát nhé, rét luôn. Anh công nhận là cái điều hòa này nó mát nhanh, vừa bật cái đã mát được ngay. Điều hòa mát nó mát sâu, lạnh sâu. Em chào 41 anh em là thưa bác là chuyện của mấy anh em đặt xe tải nhá. Nói không phải nói vui các bác ạ. Mùa này mà cứ bật điều hòa mà ngồi như này thì đúng là cuộc đời không có gì sướng bằng. Cảm ơn, chào anh em xin ô chắc. Xin hình ảnh 800A, ok anh luôn. Xin chào anh Mây Gió, anh Nhân Gió nhá. 800A em sẽ gửi ảnh cho anh luôn nhá. Anh em có nhu cầu về xe thì cứ alo trực tiếp cho mình. Thì đấy, làm miễn phí. Thì đằng trước của chúng ta là chiếc Olin 350 máy cơ, khả năng một lần mình cứ quay thế này là được cả hai xe luôn. Đấy, quay được phát. Vứt tốc của anh em này thì nếu mà lên đường trường thì con này vứt tốc nhanh hơn, nhưng mà đèo dốc thì con này không à. Đèo dốc thì con này vứt phết đấy. Nghe tiếng ga nó sướng rồi. Nó hút ga và thu hút gió, kiểu gió và thu hút. Chiếc này nổ nó cũng ồn với chiếc kia. Cái xe này nó khá êm. Cái độ ồn của máy, động cơ của nó êm máy hơn. Còn xanh, con đi trước của chúng ta là Olin 350 máy cơ 2017. Giá là 200... bao nhiêu nhỉ? 275 à, lên giá rồi đấy. Còn đâu sẽ có giao lộc cho anh em thiện chí. Nhưng mà anh thấy thiết kế cái thùng năm cửa nhìn sang. Nó nhìn nó sang, nhìn nó tiện, tiện. Nó sang, nó tiện. Tiện hơn. Tại vì là một cái thùng to mà để bao vách cái kia thì nhìn nó xấu. Không đẹp. To, thùng xe to thì nó phải gọi năm cửa nó hợp lý được. Đấy. Thôi kết thúc cái hay mà trải nghiệm hay. Đấy. Và chúng ta đang ngồi trải nghiệm trên chiếc Olin 350 New đời 2018. Và đằng trước chúng ta các bạn có thể thấy rằng chiếc xe đi trước dẫn đầu là chiếc đàn anh của chiếc xe này, Olin 350 máy cơ. Nhưng thực tế thì nếu mà đi đường này để mà chạy đua ấy, cứ đường trường đường dài này thì mình tin chắc mình phải ăn được không kia là chuyện bình thường. Chẳng qua mình đi sau để mình quay thôi. Mình đèo thì không nói như đường này là đường này mình ăn được. Đường này thì chiếc này nó thừa ga. Đến với Thái Nguyên, đến với đất chè, anh em có thể thấy rằng rất là nhiều chè. Đây, các cô thôn nữ đang hái chè. Có anh mừng tè dưới gốc cây. Mình mát rét anh em ạ. Run đấy. Là chiếc này nhàn thật. Ga điện thì đi cũng sướng êm. Thật quả cảm giác anh thề luôn là đi con này cảm giác không khác gì đi cao 165. Có cái điều hòa rét thật đấy. Điều hòa rét. Cung đường hôm nay tép sẽ được dài hơn. Thì vừa rồi thì anh em mình cũng có làm một cái trải nghiệm. Một cái trải nghiệm nho nhỏ và cái độ bứt tốc giữa hai chiếc xe, sự so sánh nhẹ giữa hai chiếc xe Olin 350 máy cơ và Olin 350 máy điện sẽ được công chiếu vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay trên kênh YouTube của Đạt Xe Tải. Anh em mình có thể theo dõi, mình có hai kênh chính trên YouTube, đó là kênh Xế Đẹp 888 như bạn đang theo dõi video này, và kênh Đạt Xe Tải. Fanpage TikTok mình đều có cả. Rồi. Trần đọc số điện thoại để anh gọi trực tiếp. Số điện thoại. Đây số em đây. Lại đi vòng ra chỗ bọn đội công an đi. Ờ đúng rồi. Lại đi qua chỗ đội công an đấy. Ờ. Ấy xài. Thì kiểu gì đó này nó cũng vẫy rồi. Đi ra Thủy Vinh hay đi ra chỗ? Đi qua Thủy Vinh đi, à, xong, đi Thủy Vinh xong tí luồn về đường Vô Tranh. Đấy gì, lần nào cũng gặp các chú. Các bác, các bác không thấy quen à?
Đây là đi vòng ra cao tốc rồi. Đây đi đường này sau tí rẽ vào đường vô tranh mà. Đây là ra đến cao tốc rồi hả? Ừ. Đến với lại xế đẹp 88 thì nếu anh em đi qua đi đường quốc lộ 3 thì có thể có đi đường Bờ Đậu thì đều có thể thưởng thức bánh mì Thủy Vinh với lại đặc sản bánh mì nhân dừa, uống nước dừa miễn phí. Ngồi trên chiếc xe này nhà như cua đẻ. Mà thật tôi thề với các bạn là bây giờ mà bước qua khỏi chân tôi không muốn bước luôn. Mặc dép luôn. Hôm qua đạp con test con K 3000 đạp hàn nó đạp lên 90. Đây ạ. Mà không có hiện tượng rung lắc gì. Con này còn lên được sau lên 90 nữa rồi. Con này lên được, ra sức. Một xe trước này thôi. Ui, turbo. Nghe thấy turbo không? Turbo tăng áp. Trên chiếc này thì chưa có hệ thống turbo. 5 tấn thì có turbo này. Này có turbo. Thì quả một điều tuyệt vời. Con này ăn ít dầu á. Xe to này người ta mới chế bị vô. Xe này không có ác quá. Đấy. Thì sau clip này anh em thích máy điện thì về phía đội anh Ngọc Hàn. Còn thích máy cơ thì về với đội của anh Ngọc Hàn. Đấy, thích máy điện thì về với anh em đường trường ăn đứt cái này luôn. Tuổi đi đường trường tuổi đi vừa đi nhàn như cua đẻ luôn. Còn đâu là xuất phát điểm thì có thể là máy cơ nó mạnh mẽ hơn đấy. Xịt khói đen ép ga dồn ga căng quá đấy. Đang đi đạp bứt tốc để dồn ga đấy, ép có thừa dầu đấy. Bình thường nó không khói đâu, đạp thừa dầu nhưng con này không đạp được thế. Mà đạp mà phịt khói con này là toang. Đấy Thủy Vinh ở trên trước mặt đây. Con này ăn no quá rồi, không ăn được nữa. Cây 68 đi cái này nhàn rồi. Xem anh Ngọc Hàn ra sẽ đi đâu. Đi đâu đây? Đây, đi về đường cũ đấy. Lại ra đường công an rồi kìa. Ừ. Ê sao sốt thế? Tuần này đi vào thì kiểu gì nó chả bắt. Ừ. Rồi lắm, nó cứ chở kia rồi. Lần này nó vào nó không bắt nữa là lạ. Thôi đi, thôi đi một kiểu. Còn mình không mang giấy tờ thôi. Mình không mang giấy tờ thì... Đấy thôi. Đeo dây an toàn vào. Cái máy kìa. Giấy tờ xe thì nó khó rồi nhưng mà sợ cái gì. Thôi đi. Không đi đâu. Phỏng vấn các bác tí. Vấn xe có gì. Đấy. Thử hết đường cao tốc chuyển sang đường đồi núi. Mọi người chưa. Một clip khá là dài hôm nay anh em thỏa sức và mà xem nhá. Bảo là thỉnh thoảng bảo làm một clip. Sao anh không làm clip dài ra có 3 phút, 5 phút xem cái gì. Đây, thoải mái các số nhá. Anh em nào mà đi mua xe nhà mình không được thử số thì đây anh em xem tất cả số ngọt ngào nhá. Đừng không cần bảo là bây giờ bán xe có bảo hành máy không. Nói luôn, test thử máy luôn. Máy bây giờ nếu mà bảo hành máy thì không biết bảo hành cái gì. Tại vì máy là cái điều mà anh em thực tế xem cụ thể rồi. Chỉ bảo hành được về chất lượng máy thôi. Đấy. Số má vào ngọt ngào. Hơi thừa, tùy đời. Hơi tốt. Đấy, không có hiện tượng thổi doang, không ao nước. Đấy, chỉ đảm bảo được những cái vấn đề như vậy thôi. Còn đâu là về sử dụng thì về lâu về dài về máy. Về trong không ai có thể bảo hành được đâu. Thời luôn. Cho nên là chỉ cho các bạn cách xem xe thế nào là xe không đâm va, máy thế nào là chất.
để các bạn có thể đi đâu cũng mua được xe. Bằng cái tỷ lệ mua xe nó tốt, nó nhiều lên. Nó không thể có cái gì đâu mà là tuyệt đối 100% cả. Liệu rằng các cụ, các sếp có vẫy em ở đây không? Tất cả công ty đi chân vậy. Nếu mà còn làm mà nhìn nó không? Nó đi ngược thôi. Đấy. Chính xác. Nó đón mà. Nó đón mà. Cho em đi đấy. Chào các sếp nha. Goodness. Cái gì đâu? Đi 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 đi. Có gì? Có cái gì phải đứng à? Toàn đặt xe tải đây. Đi đi đi. Cái gì? Đi mạnh lên. Không sợ không ai. Đấy. Bắt này thì mình sợ cái áo này. Đây là cái to. Đi. Các sếp nhìn không nhìn thấy em quay à? Đứng vừa đầu nó chặn đầu ra, sợ luôn, không sợ cái gì. Chắc chắn một điều đấy. Nước chắc là nó vẫy rồi, đi kiểu vòng vào đầu nó thì tôi kiểu như chả vẫy. Có cái gì đâu, chở cái gì trong mà vẫy. Hàng thì không có. Hàng thì không có. Anh thích ship giấy tờ, anh ship trong phút mốt. Sập nguồn. Cái cảnh này thì cho lên đầu, cắt cảnh này cho lên đầu ấy ạ. Hàng kiểu gì không thì vậy. Có mình là mình dồn một ít là nó mới đi đấy, không nó đứng lại đấy. Bỏ đấy là hàng thì đứng lại đấy. Đấy cũng là những cái kinh nghiệm. Bây giờ nó có một kênh TikTok hay phết, nó là lái mới. Lái mới 365 hay lái mới thì 7, bao nhiêu ấy. Nó đi các cung đường Hà Nội có những cái biển báo khuất đấy, nó hay bị đứng ấy, nó làm kênh đấy hay phết. Cái thằng đấy anh xem rồi. Kênh đấy hay phết. Nó chỉ đúng phết đấy, nó tìm hiểu rồi. Ôi rồi bẩn xe rồi, sao chỗ này nó bẩn thế nhở? Nó còn đâu bẩn thế này? Công an nó chui đường nào, nó chui kinh đấy. Đây là ra chỗ mất bỏ đấy. Ừ, ra chỗ mất bình đấy. Là sao các hữu thấy đội chúng em vào phim thì cho chúng em qua nhá. Cho cơ qua. Xe nhà mình xe ấy rồi. Xe bán. Gặp suốt thì còn gì. Đội đấy gặp suốt. Nếu mình sai nó không để mình đâu mà. Xe chỉ cao xem. Mình biết lỗi ngay từ đầu rồi. Không sai thì không có gì phải sợ. Trong đây anh sẽ mùi rét rồi đấy. Hè luôn, không có cảm giác rồi đấy. Cảm giác này bây giờ sờ mồ hôi không thấy mồ hôi đâu luôn. Nổi khô ra, luôn. Nổi da gà luôn rồi. Này, nổi da gà lên luôn. Đấy, điều hòa cho bọn này lúc nó to, nhanh, mà nhanh thật. Máy nó khỏe nữa. Máy hoa linh nó khỏe, nó tải tít. Và các sếp cũng ngại nhìn máy quay mà. Đơn nhìn thấy quay hàng lạ.
và chúng ta sẽ kết thúc video này lại tại đây, là một cái trải nghiệm của chúng em ngày hôm nay trên chiếc Olin 350 lưu đời 2018. Xin chúc tất cả các hữu vạn vọng bình an, tự tin, tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào.